giáo túng cổ áo kéo lê học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo tạm đình chỉ giảng dạy. Thầy giáo thiếu chuẩn mực, xưng mày tao với học sinh ngay tại bục giảng. Nữ sinh dùng guốc đánh vào đầu bạn ngay trong trường. Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức, công an tạm giữ chồng của nghi phạm. Tai nạn gần cầu Sài Gòn, đôi nam nữ kẹt trong chiếc ô tô biến dạng. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc có một giáo viên kéo lê giằng co với một nữ sinh ngay trước cửa lớp tại Hà Nội. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc yêu cầu hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đa Phúc Sóc Sơn tạm đình chỉ công tác với bà NTP, giáo viên của trường vì có hành vi không chuẩn mực đối với học sinh. Thông báo nêu rõ, ngày 2 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo số 145/BC/THPTDP của trường Trung học phổ thông Đa Phúc về vụ việc clip trên mạng ngày 29 tháng 9 liên quan đến bà NTP, giáo viên của trường Trung học phổ thông Đa Phúc. Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, kết luận chính thức vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đa Phúc tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp và công tác tư vấn tâm lý học đường với bà NTP theo quy định, bố trí giáo viên thay thế đảm bảo quy định hiện hành để hoạt động giáo dục của nhà trường diễn biến bình thường theo kế hoạch của đơn vị. Trước đó, ngày 29 tháng 9, mạng xã hội xôn xao đoạn clip được quay tại hành lang của lớp 12D4, trường Trung học phổ thông Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, kèm bài viết chia sẻ của một tài khoản là học sinh. Cụ thể, để chuẩn bị tổ chức trung thu và sinh nhật cho các bạn trong lớp, bà NTP, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4, kiêm dạy giáo dục công dân, đã giao cho nữ sinh là bí thư lớp, nạn nhân trong clip đi mua bánh sinh nhật. Đến hôm tổ chức ngày 29 tháng 9, bà P gọi điện cho cửa hàng bánh sinh nhật có dự định đặt từ trước, nhưng được thông báo là không có đơn nào. Vì một lý do nào đó mà nữ sinh này đã đặt bánh sinh nhật ở cửa hàng khác. Khi nữ sinh mang bánh đến lớp, đã bị bà P mắng với lời lẽ rất nặng nề. Thậm chí, bà P còn đe dọa hạ hạnh kiểm không cho thi tốt nghiệp, khiến nữ sinh lo sợ, hoang mang. Sau đó, nữ sinh bị đuổi ra hành lang, nữ sinh đã khóc rất nhiều. Khi nữ sinh hoảng loạn ôm chân cô và liên tục nói, em xin lỗi cô tha cho em, quỳ dưới đất, không đứng dậy, thì bà P đã túm áo nữ sinh kéo mạnh trên nền đất. Cô P truyền tình, em học sinh đã nhiều lần không làm đúng kế hoạch của lớp, nên khi thấy em quỳ rồi nằm trước cửa lớp rất phản cảm. Vì sợ ảnh hưởng đến lớp, đến hình ảnh của trường và của ngành, nên tôi đã nóng giận đi lại, túm tay em nhưng bị trượt tay thành ra túm vào áo em, chứ tôi không túm cổ áo. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc đã xảy ra. Tôi xin chân thành xin lỗi em, gia đình em, đồng nghiệp và xã hội vì ứng xử của mình. Trước đó, trường Trung học phổ thông Đa Phúc đã điều chuyển bà NTP sang giảng dạy lớp khác. Thôi nhiệm vụ chủ nhiệm của cô với lớp 12D4 cũng như không dạy môn giáo dục công dân của lớp. Sự việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở những video tiếp theo. Thưa quý vị, khi dư luận chưa nguôi ngoai về clip một giáo viên kéo lê học sinh xảy ra tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, thì tối ngày 1 tháng 10, mạng xã hội lại lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo xưng mày tao với học sinh nam tại lớp. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip được quay lại trong lớp học với tựa đề "Thầy giáo lại ứng xử không giống thầy giáo". Trong đoạn clip dài hơn 20 giây được chia sẻ trên mạng, thầy giáo đứng trên bục giảng, lấy tay bóc cằm, đồng thời chỉ vào mặt nam sinh xưng mày tao. Ở cuối clip, thầy giáo thậm chí còn buông lời lẽ xúc phạm học sinh. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đã kiểm tra và xác nhận sự việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, Thạch Thất, huyện Thạch Thất. Tối ngày 1 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương phối hợp với cơ quan công an để xác minh sự việc. Tinh thần chỉ đạo của Sở là nghiêm khắc với sai phạm, tuyệt đối không bao che, nể nang với các hành vi không chuẩn mực của nghề. Phía nhà trường cho hay, sự việc xảy ra trong tiết học môn tiếng Anh của lớp 10. Thầy giáo trong clip là người có nhiều năm trong nghề và mới chuyển về trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú dạy được vài năm. Trong công tác giảng dạy, tuy là người có kinh nghiệm, nhưng thầy giáo này khá nóng tính khi ứng xử với học sinh. Nhiều giáo viên trong trường đều biết được nhược điểm đó của thầy và vài lần hiệu trưởng đã trực tiếp gặp gỡ thầy để nhắc nhở. Vụ việc đã được xác minh, làm rõ. Có thể thấy, clip đang khiến dư luận hoang mang bởi những câu nói thiếu chuẩn mực của người thầy giáo này. Dù còn nóng tính đến mấy, nhưng khi đang công tác trong ngành sư phạm, giáo viên luôn là một tấm gương để học sinh nhìn vào. Chính vì vậy, những hành vi, lời nói tiêu cực cần được loại trừ khỏi trường học. Cũng liên quan đến vấn đề tiêu cực trong học đường, tình trạng học sinh đánh nhau vẫn là một vấn nạn khó giải quyết.
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, học sinh dễ dàng giải quyết bằng bạo lực. Mới đây, trong giờ ra chơi, một nữ sinh trường trung học phổ thông Hồng Đức, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bị đánh hội đồng, dẫn đến chấn thương vùng đầu. Sáng ngày 2 tháng 10, ông Nguyễn Trơn Ủy, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hồng Đức, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang xử lý vụ việc một nữ sinh lớp 10 của trường bị đánh chấn thương đầu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, giữa em MT và em ML, học sinh lớp 10 C1, trường trung học phổ thông Hồng Đức đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lúc này, em ML đã gọi thêm một nữ sinh ở lớp khác đến và cả hai bên đã xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, em ML đã dùng guốc tấn công vào đầu em MT, khiến nữ sinh này bị chấn thương, chảy máu. Sự việc sau đó được các bạn cùng lớp can ngăn nên em ML mới dừng lại. Theo hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hồng Đức, khi phát hiện sự việc, các giáo viên đã đưa em MT đến phòng y tế của trường để cầm máu, sơ cứu vết thương. Đồng thời, gọi điện cho phụ huynh nữ sinh bị thương đưa đến bệnh viện điều trị. Lúc xảy ra vụ việc là giờ ra chơi, các giáo viên không có mặt tại lớp nên không kịp chấn chỉnh. Hiện chúng tôi đã cho các em liên quan viết tường trình, đồng thời mời gia đình hai bên đến làm việc để cùng nhau xử lý. Tại phòng khám, em MT được chẩn đoán bị chấn thương phần đầu, phải khâu 4 mũi. Theo một bác sĩ của phòng khám này, do em MT bị chấn thương ở vùng đầu nên phải chụp X-quang để kiểm tra kỹ hơn. Chị NTTH, mẹ nữ sinh MT cho biết, rất bức xúc trước tình trạng bạo lực học đường hiện nay nên sẽ làm việc với nhà trường, đề nghị xử lý nghiêm tình trạng này để chấn chỉnh. Có thể thấy, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, các nữ sinh này đã ngang nhiên dùng vũ lực đánh nhau ngay trong trường lớp. Điều này thể hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống bạo lực của thanh thiếu niên. Hành vi này rất đáng lên án và cần được chấn chỉnh ngay từ sớm để tránh những việc tương tự xảy ra. Chuyển sang thông tin về an ninh trật tự. Liên quan đến vụ án khiến một người phụ nữ tử vong tại chợ đầu mối Thủ Đức, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đang tạm giữ chồng của Nguyễn Thị Ngọc Dung, nghi phạm sát hại chị HTTT, 26 tuổi, ngụ tại tỉnh Long An trưa ngày 30 tháng 9, để làm rõ hành vi đốt bộ đồ của nghi phạm này sau khi Dung gây án. Sáng ngày 2 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức cho biết, vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai với nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ngụ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, người đã sát hại chị T buôn bán rau ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trưa ngày 30 tháng 9. Đồng thời, cơ quan này cũng đang tạm giữ chồng của nghi phạm Dung để điều tra về hành vi mang bộ đồ của Dung đi đốt, tiêu hủy. Trước đó, sáng cùng ngày, nghi phạm Dung khai với công an, không nhớ hành vi phạm tội của mình. Pháp y thông báo với Dung gần 100 nhát, đưa hình chị T, nữ sát thủ tá hỏa, không dám xem hình. Trước đó, như đã đưa tin, trưa ngày 30 tháng 9, người dân sống gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức ở phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện một cô gái nằm bất động ở bãi xe trong chợ. Thấy trên người cô gái có vết máu, nhiều vết thương ở mặt, cổ, mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận bàng hoàng bởi sự manh động của đối tượng. Nghi phạm quyết tâm cướp đi mạng sống của nạn nhân. Liệu bản án nào sẽ dành cho hành vi máu lạnh này? Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong những video tiếp theo. Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra. Chỉ vì những phút chủ quan hay những vi phạm khi điều khiển phương tiện đã gây ra các vụ tai nạn thiệt hại về người và của. Mới đây, sau cú tông gãy cột điện, một chiếc ô tô 4 chỗ đâm tiếp vào bồn cây xanh gần cầu Sài Gòn khiến xe biến dạng, đôi nam nữ kẹt bên trong. Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10 trên đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m. Ô tô 4 chỗ hiệu MG lưu thông theo hướng từ vòng xoay Hành Xanh về thành phố Thủ Đức. Khi đến đoạn trên, ô tô tông gãy trụ đèn, đâm thẳng vào bồn cây xanh rồi lao ra giữa đường. Lực tông mạnh khiến xe hộp bị biến dạng, lốc máy văng vào bồn cây, trục bánh xe vỡ nát nằm cách đó gần chục mét. Vụ việc khiến đôi nam nữ bị chấn thương, mắc kẹt trong xe. Sau đó, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ vụn bằng khắp mặt đường. Một cột điện cùng cây xanh bị ô tô tông gãy, nằm ngổn ngang giữa đường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ. Thưa quý vị, liên tiếp các vụ cháy nổ xảy ra trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bởi cháy nổ có thể xảy ra bất cứ đâu, bất cứ khi nào nếu chúng ta mất cảnh giác. Tại đây, tại khu vực nhà để xe của tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku xảy ra cháy gây thiệt hại một số xe ô tô. Vụ cháy không ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không Pleiku. Trưa ngày 2 tháng 10, ông Phạm Toàn Vinh, Chủ tịch phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, xác nhận tại khu vực nhà để xe của tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku
thuộc sư đoàn 372 xảy ra vụ cháy. Vụ cháy vừa xảy ra, lực lượng cứu hỏa đã kịp thời dập tắt ngọn lửa, có một số phương tiện đã bị cháy, hư hại. Cụ thể, khoảng hơn 10 giờ sáng nay, tại khu vực để xe của tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku bốc cháy dữ dội. Người dân ở xa cũng có thể nhìn thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Ngay sau đó, xe chữa cháy của cảng hàng không Pleiku được điều động để đến dập lửa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Gia Lai cũng kịp thời đến hiện trường tham gia dập lửa. Khoảng 20 phút, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều xe taxi trong khu vực sân bay đều được yêu cầu di chuyển ra ngoài khu vực sân bay. Đồng thời, lực lượng an ninh được điều động giám sát khu vực cổng ra vào sân bay. Một lãnh đạo cảng hàng không Pleiku xác nhận vụ cháy không ảnh hưởng và không liên quan đến khu vực sân bay dân dụng. Mọi hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến nhiều khoản nợ, mới đây, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, viết tắt là HAG, vừa thông qua nghị quyết bán tài sản gắn liền với đất là công trình khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phú Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để trả nợ trái phiếu cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV khiến dư luận quan tâm. Hoạt động từ cuối năm 2005, đây là khách sạn 4 sao đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên với 117 phòng ngủ. Nhiều cuộc họp đại hội cổ đông thường niên của Hoàng Anh Gia Lai cũng từng được tổ chức tại khách sạn này. HAG bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai để trả một phần nợ trái phiếu phát hành năm 2016 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tài sản này sẽ được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ trái phiếu tại BIDV. Theo báo cáo tài chính bán niên 2023, HAG còn dư nợ trái phiếu tại BIDV là 5.271 tỷ đồng. Tính tới cuối tháng 9 năm 2023, HAG chậm thanh toán 2.870 tỷ đồng tiền lãi và chậm thanh toán 1.157 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu trên. HAG dự kiến thanh toán vào quý 4 năm nay. HAG cho biết lý do chậm thanh toán là nguồn tiền dự kiến thu nợ từ công ty Hoàng Anh Gia Lai Agrico được bán cho Taco và thanh lý một số tài sản không sinh lợi về chậm. Bên cạnh nợ trái phiếu BIDV, Hoàng Anh Gia Lai còn nhiều khoản nợ khác. Từ giữa năm 2023, HAG còn 8.085 tỷ đồng nợ. Doanh nghiệp của Bầu Đức dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu để cơ cấu nợ tại TP Bank, đồng thời bổ sung thêm vốn lưu động. Trong vài năm gần đây, HAG tập trung vào một vài loại cây trồng và chăn nuôi lợn. Loại cây được Bầu Đức kỳ vọng nhất là sầu riêng với tổng cộng khoảng 1.200 ha. Lượng lớn sẽ cho trái vào cuối năm sau. Trong năm 2023, HAG có thu khoảng 80 ha. Trong tháng 8, HAG ghi nhận doanh thu 660 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Gần đây, Bầu Đức khá lạc quan với triển vọng của HAG với tình hình tài chính hiện nợ không còn nhiều và doanh nghiệp đang có lãi. Trong khoảng một thập kỷ qua, HAG rất khó khăn, chìm ngập trong nợ nần sau giai đoạn đầu tư lớn vào cao su nhưng giá giảm. Sau đó, HAG đổi qua mía đường, rồi cũng bán mảng này cho doanh nghiệp khác. Hiện HAG tập trung vào trồng chuối, nuôi heo, trọng điểm là sầu riêng. Về mảng nuôi heo, sản phẩm heo Papi từng được kỳ vọng rất cao nhưng cũng gặp nhiều trắc trở trong khâu phân phối và hiện chỉ còn tập trung ở một số cửa hàng, siêu thị lớn như Co-Mark, Lotte-Mark. Mảng chuối cũng thu được nhiều thành công với việc bán được nhiều sang Trung Quốc. Bầu Đức là doanh nhân nổi tiếng, từng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2008-2009 với túi tiền hàng nghìn tỷ đồng, thời điểm ông Phạm Nhật Vượng còn chưa về nước. HAG có bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, ông đã bán dần bất động sản và chuyển sang mảng nông nghiệp, nhưng từng thất bại khi vàng trắng cao su bị rớt giá. Bầu Đức là doanh nhân nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam, nhưng cũng được biết đến là người có nhiều phát ngôn gây bão dư luận, gây sốc trong lĩnh vực kinh doanh và bóng đá. Hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times, cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số, sẽ giúp các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích Việt Times, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.